Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gây ra dịch bệnh SARS là do con người tham ăn thịt, nhất là ăn thịt động vật hoang dã. Lại nói, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, những câu như vậy đều rất có lý. Nhiều chứng bệnh, đa phần là vì tham ăn, tham uống, ăn bậy bạ. Gần đây nhất, có nhiều báo cáo cho thấy virus gây bệnh SARS do đâu mà có. Không ít người nói do từ động vật hoang dã. Ở phía Nam Trung Quốc, người ta thích ăn thịt động vật hoang dã, giả vị. Hiện tại, người ta truy tìm căn nguyên bệnh SARS, nghi ngờ bệnh này hình như truyền từ các món giả vị. Đấy đều là truy tầm trên sự tướng biểu hiện, thực sự đã chứng minh họa tùng khẩu nhập, tham ăn. Phật dạy chúng ta, nguyên nhân chân chánh chẳng ngoài nhân quả nghiệp báo. Nói như vậy mới là thực sự thấu triệt, mới giải thích minh bạch được. Như trong kinh nói, lục đạo phàm phu trong tâm chẳng buông kiến tư phiền não xuống được, liền phải thọ nghiệp báo. Thiện nghiệp thì được thiện quả nơi ba đường lành, ác nghiệp thì nhất định phải thọ báo nơi ba đường ác. Nhưng đối với hết thảy chúng sanh, ta chẳng tìm được người nào thuần thiện không ác, tìm không ra, cũng chẳng tìm được một ai thuần ác vô thiện. Hạnh nghiệp của hết thảy chúng sanh là thiện ác lẫn lộn, mỗi một chúng sanh vừa có thiện vừa có ác, nhưng có nặng nhẹ, nhiều ít, lớn nhỏ chẳng giống nhau. Vì thế, sau khi thọ sanh, quả báo chẳng giống nhau. Thiện nhiều, ác ít, trong đời này sẽ hưởng phước báo nhiều, tai nạn ít. Nếu ác nhiều, thiện ít, một đời này phải gặp lắm đổ vỡ. Nhưng vì có chút điều thiện, nên cũng có những thời gian ngắn rất bình tĩnh. Nói chung, chẳng ngoài nhân quả báo ứng, quý vị phải thực sự hiểu được đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này, mới hòng bổ cứu trong một đời này, tức là có thể xoay chuyển quả báo và vận mạng. Thiền sư Vân Cúc dạy viên Liễu Phàm điều này. Tiên sinh Liễu Phàm là người đọc sách, có trí huệ, vừa nghe bèn hiểu rõ, lại chịu làm theo. Đổi lỗi, hướng lành hết sức tích cực, thực sự thay đổi quả báo, thay đổi rất nhanh, thay đổi rất hữu hiệu. Cuốn sách thứ nhất tôi đọc khi học Phật là Liễu Phàm Tứ Huấn do lão cư sĩ Châu Kính Trụ tặng. Khi tôi có được cuốn sách nhỏ đó, xem từ đầu đến cuối hơn 30 lần, hết sức cảm động. Vì tôi lúc trẻ tuổi đã phạm những tật giống như tiên sinh viên Liễu Phàm, nhưng bất luận trí huệ hay phước báo của tôi đều chẳng bằng tiên sinh Liễu Phàm. Cuộc sống của tôi còn đáng thương hơn nữa, càng khổ hơn nữa. Có một phương pháp thay đổi vận mạng như thế thì tốt quá, như gặp được vật quý báu nhất, tiếp nhận lời thầy răn dạy, tiếp thọ thiện tri thức chỉ dạy. Trích Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký, tập 12. Ha ha ha, 问什么的说